tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Ngày 26 tháng 9, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Trung Quốc đã chìm trong khi neo đậu cách đây vài tháng. Các quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Wall Street Journal và CNN rằng vụ việc xảy ra tại một xưởng đóng tàu gần Vũ Hán vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Theo hãng tin Reuters, hình ảnh vệ tinh từ tháng 6 dường như cho thấy cần cầu tại cơ sở ở quận Vũ Xương, nơi tàu ngầm sẽ được neo đậu, cho thấy một hoạt động cứu hộ tiềm năng. Hãng tin CNN mô tả, con tàu này là tàu ngầm tấn công, là tàu đầu tiên thuộc lớp Joe mới, có đuôi tàu hình chữ X, đặc trưng giúp tăng cường khả năng cơ động. Wall Street Journal cho biết tàu ngầm này đang hoàn thiện việc lắp đặt trước khi rời cảng thì bị chìm. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với CNN rằng, không rõ liệu tàu ngầm có nhiên liệu hạt nhân trên tàu khi chìm hay đã được xả hết sau sự cố. Không có dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân gây chìm hoặc liệu chính quyền Trung Quốc có kiểm tra ô nhiễm nước hay không. Các quan chức Mỹ được Wall Street Journal phỏng vấn cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng che đậy tranh cãi vì họ chưa bao giờ báo cáo về vụ việc. Không có gì ngạc nhiên khi Hải quân PLA cố gắng che giấu sự thật rằng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của họ bị chìm tại bến tàu. Nguồn tin cho biết, điều này đặt ra câu hỏi không chỉ về các tiêu chuẩn đào tạo của Trung Quốc mà còn về trách nhiệm giải trình và sự giám sát của nước này đối với ngành công nghiệp quốc phòng. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không xác nhận cũng không phủ nhận vụ việc. Ông nói, chúng tôi không biết tình hình mà bạn đề cập và hiện không có thông tin nào để cung cấp. Bắc Kinh được cho là đã tránh công khai vụ việc trong bối cảnh nỗ lực lớn nhằm mở rộng lực lượng hải quân của mình. Con tàu đã được trục vớt nhưng có khả năng sẽ mất nhiều tháng để sửa chữa và ra biển trở lại. Một loạt hình ảnh vệ tinh từ Planet Lab trong tháng 6 cho thấy các cần cầu tại xưởng đóng tàu Vũ Hương, Vũ Hán, nơi tàu ngầm lẽ ra đã cập bến. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2021, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng với tổng cộng khoảng 355 tàu chiến và tàu ngầm. Năm 2022, Mỹ ước tính rằng Bắc Kinh có 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, lực lượng tàu ngầm này dự kiến sẽ tăng lên 65 chiếc vào năm 2025 và 80 chiếc vào năm 2035. Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với hơn 370 tàu và nước này đã bắt tay vào sản xuất thế hệ tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân mới. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 9, Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hiếm hoi vào Thái Bình Dương, một động thái có thể làm dấy lên lo ngại quốc tế về việc xây dựng chương trình hạt nhân của nước này. Tuy Trung Quốc không công bố mẫu tên lửa đã được phóng thử gây nhiều phỏng đoán, nhưng một chuyên gia quân sự suy đoán đây là phiên bản Dongfeng 41A, cải tiến của mẫu tên lửa chiến lược tầm xa mạnh nhất Trung Quốc, Dongfeng 41. Tên lửa được cho là đã được phóng từ một xe phóng di động trên đảo Hải Nam. Nó đã bay gần 12.000 km, đi qua vùng trời phía bắc Philippines và Guam, một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Điểm đầu đạn giả rơi xuống là khu vực ở Thái Bình Dương, nằm giữa Hawaii của Mỹ và Australia, cách Hawaii khoảng 2.000 km. Bình luận với Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS có trụ sở tại Israel ngày 26 tháng 9, nhà nghiên cứu Galia Levy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách Israel Trung Quốc tại quỹ Diane Guilford Glaser cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và các cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Liban, Trung Quốc đã có những bước đi ngoại giao đáng chú ý. Cụ thể, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Liban và bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền, an ninh của Liban. Trong cuộc trao đổi này, nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ luôn ủng hộ những người anh em Ả Rập của mình, đồng thời chỉ trích các hành động bạo lực, đặc biệt là cuộc không kích của Israel vào Liban, mà ông gọi là vi phạm các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Theo nhà nghiên cứu Levy, Trung Quốc, dù không công khai đề cập đến Hezbollah, đã lên án mạnh mẽ việc gây tổn hại đến dân thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ sốc trước số lượng thương vong lớn và kêu gọi tất cả các bên liên quan nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng. Tuyên bố này phản ánh một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Bắc Kinh tại khu vực Trung Đông, nơi mà lợi ích của Trung Quốc phức tạp và đa chiều. Một trong những lý do chính mà Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Liban là vì Bắc Kinh cần một Trung Đông ổn định để duy trì dòng chảy thương mại qua khu vực này. Với sáng kiến vành đai và con đường BRI, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường thương mại đi qua Trung Đông. Một khu vực bất ổn có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và thương mại mà Trung Quốc phụ thuộc. Cùng với đó, Trung Quốc cũng muốn định vị mình là một lựa chọn thay thế cho các quốc gia tại Trung Đông thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao như sáng kiến an ninh toàn cầu. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thực hiện nhiều nỗ lực để tham gia tích cực hơn vào các hoạt động ngoại giao khu vực.
bao gồm cả việc làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình và thương mại. Tuy nhiên, Trung Quốc đã gặp phải thách thức trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế của mình tại Trung Đông. Những biến động trong năm qua đã chứng tỏ rằng Bắc Kinh chưa thực sự sẵn sàng hoặc không thể ứng phó với các xung đột khu vực một cách hiệu quả. Điều này đặt Trung Quốc vào tình thế phải khôi phục lại vị thế và hình ảnh của mình, đặc biệt là trong mắt công chúng Ả Rập. Những tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể được xem là một phần của chiến lược này, nhằm khẳng định lại vai trò của mình như một cường quốc có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Andrei Sybiga bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine viện trợ nhân đạo mới phù hợp với nhu cầu của nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc rất chú ý đến tình hình nhân đạo ở Ukraine, đã cung cấp 4 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ mới phù hợp với nhu cầu của Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho công dân và tổ chức Trung Quốc ở nước này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc cũng sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên, bao gồm cả Ukraine trong nỗ lực đạt được hòa bình. Cũng tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh và Kiev đã nối lại hợp tác kinh tế và thương mại, khắc phục những tác động phụ của cuộc xung đột ở Ukraine đối với sự hợp tác trên thực tế. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, cả hai bên đã khắc phục được tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine và dần dần nối lại hợp tác thực tế. Ông Vương Nghị lưu ý rằng, trong nửa đầu năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước Trung Quốc-Ukraine đã tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Vương Nghị cho biết thêm, Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với Ukraine để duy trì động lực ổn định trong việc phát triển quan hệ song phương. Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai nước từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024 đạt khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ, trong khi năm 2022 đạt 7,65 tỷ đô la Mỹ và năm 2023 ở mức 6,81 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, phát biểu khi tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò là cầu nối, giúp thu hẹp bất đồng, ủng hộ việc tìm kiếm lập trường chung, bảo vệ an ninh chung và xây dựng hòa bình lâu dài. Trong vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất. Đầu tiên là cần tăng cường ý thức khủng hoảng trong việc giảm căng thẳng. Bên cạnh đó, cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình. Cuối cùng, ông Vương Nghị cho rằng cần nâng cao ý thức cấp bách trong việc kiểm soát hiệu ứng lan tỏa. Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc ủng hộ hòa bình và vẫn đang duy trì tiếp xúc với tất cả các bên, gồm cả Nga và Ukraine. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp nhằm duy trì tầm nhìn về một nền an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Cũng bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức cuộc gặp, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu. Cuộc hội đàm giữa hai ông Lavrov và Vương Nghị bắt đầu vào khoảng 21 giờ theo giờ Hà Nội. Ông Zelensky cũng phát biểu tại Đại hội đồng vào thời gian đó. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các đề xuất của Trung Quốc và Brazil về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Zelensky, các lựa chọn thay thế cho kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của chính ông được cho là đã bỏ qua thực tế. Ông Zelensky cũng thừa nhận việc tất cả các nhà máy nhiệt điện ở Ukraine bị phá hủy và tình hình nghiêm trọng trong hệ thống năng lượng của nước này. Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc về phần mình đã thảo luận về các biện pháp giải quyết khủng hoảng Ukraine, cũng như chống lại các nỗ lực của phương Tây nhằm gây ra căng thẳng ở châu Á-Thái Bình Dương và xung quanh Đài Loan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ những nỗ lực của Trung Quốc và Brazil nhằm dàn xếp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông chất vấn tại sao hai nước này lại đề xuất giải pháp thay thế cho công thức hòa bình của ông. 9 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky đã đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, nhưng Moscow bác bỏ. Ông Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, công thức hòa bình đã có từ 2 năm trước và có thể ai đó muốn nhận giải Nobel cho hồ sơ chính trị của họ vì lệnh ngừng bắn đóng băng thay vì hòa bình thực sự, chỉ gây thêm đau khổ và thảm họa. Tổng thống Ukraine cho rằng việc đề xuất các giải pháp thay thế, các kế hoạch giải quyết nửa vời, cái gọi là các bộ nguyên tắc sẽ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Nga. Trung Quốc vận động các quốc gia đang phát triển tham gia kế hoạch hòa bình 6 điểm mà nước này cùng Brazil đưa ra vào tháng 5. Đề xuất của hai nước kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế vào thời điểm thích hợp mà cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên để thảo luận công bằng về tất cả kế hoạch hòa bình.
Tổng thống Brazil ủng hộ kế hoạch này khi ông phát biểu trước Đại hội đồng ngày 24 tháng 9. Ông Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên. Bất kỳ nỗ lực song song hoặc thay thế nào để tìm kiếm hòa bình, trên thực tế đều chỉ là những nỗ lực nhằm đạt được sự tạm lắng thay vì chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky nói, khi bộ đôi Trung Quốc-Brazil cố gắng tạo thành một dàn hợp xướng với một người ở châu Âu, một người ở châu Phi để nói về điều thay thế cho một nền hòa bình trọn vẹn và công bằng, thì câu hỏi đặt ra là lợi ích thực sự là gì? Mọi người phải hiểu rằng các bạn sẽ không thể tăng cường sức mạnh của mình bằng cái giá mà Ukraine phải trả. Văn bản được ký bởi ông Celso Amorim, cố vấn trưởng của Tổng thống Brazil và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong đó khẳng định hai bên tin rằng đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Brazil và Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ 3 nguyên tắc để giảm gia tăng tình hình, không mở rộng chiến trường, không gia tăng giao tranh và không có hành động khiêu khích của bất kỳ bên nào. Brazil và Trung Quốc cho rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học và sinh học, phải bị loại trừ, kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh khủng hoảng hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn hợp tác với các quốc gia có ảnh hưởng với Nga như Trung Quốc, đồng thời thúc giục Bắc Kinh tham gia hội nghị hòa bình trong tháng tới tại Thụy Sĩ. Ông Zelensky cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đảm bảo với ông rằng Bắc Kinh ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trung Quốc khẳng định quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine và đã đưa ra đề xuất 12 điểm để chấm dứt chiến sự. Trước khi hội nghị hòa bình cho Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào tháng tới, ông Tập kêu gọi việc đàm phán phải tính đến lập trường của cả hai bên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!